Chắc hẳn với nhiều tín đồ làm đẹp thì dòng mỹ phẩm L'Oreal luôn là lựa chọn hàng đầu bởi sự phổ biến, phân khúc đa dạng và chất lượng tuyệt vời của nó. Ông lớn mỹ phẩm nước Pháp có khởi đầu bằng việc bán thuốc nhuộm tóc và đã có lịch sử hơn 100 năm. Ngày nay thì L'Oreal đang dần dần khẳng định thương hiệu của mình bằng dòng chữ vì bạn xứng đáng được như vậy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử L'Oreal, ông lớn mỹ phẩm nước Pháp khởi đầu bằng thuốc nhuộm tóc. Khởi đầu bằng thuốc nhuộm tóc. Ông Eugène Paul Louis Tiller sinh ngày 20 tháng 3 năm 1881 tại Paris, Pháp. Sau khi tốt nghiệp Học viện Chimie Paris Tech vào năm 1904, ông đã chứng minh năng lực của mình bằng cách tạo ra công thức thuốc nhuộm tóc đầu tiên vào năm 1907 dưới cái tên Orient, sử dụng một hỗn hợp các hợp chất hóa học vô hại. Loại thuốc nhuộm mới này là một bước đột phá xuất sắc vào thời điểm đó khi nó cung cấp một phạm vi màu sắc tinh tế trái ngược với các phương pháp truyền thống khác trên thị trường, sử dụng henna hoặc muối khoáng nhưng tạo ra một mái tóc có màu tươi sáng không tự nhiên. Phát minh của Tiller được cấp bằng sáng chế vào ngày 24 tháng 3 năm 1908. Thông qua quyết tâm và tham vọng của mình, Eugène Tiller thành công trong việc thuyết phục các nhà tạo mẫu tóc ở Paris sử dụng thuốc nhuộm của mình. Tiller tràn đầy ý tưởng cho công ty mới và mong muốn giới thiệu sản phẩm của mình ra rộng khắp nước Pháp. Ông cũng mở một tiệm nhuộm tóc trên đường Rue du Louvre ở Paris, đích thân giám sát hoạt động và mời một nhà tạo mẫu tóc từ Nga về để truyền đạt ý tưởng cho các học viên. Đến năm 1909, Eugène Tiller sáng lập công ty Société Française de Teinture Inoffensive pour Cheveux sau đổi thành L'Oréal. Ông tiếp tục một loạt nỗ lực khác để cải tiến sản phẩm của hãng như giới thiệu L'Oréal D'Or, một sản phẩm làm sáng tóc đột phá, tạo ra sắc thái màu vàng và cho tóc vẻ tự nhiên hơn. Điều đặc biệt là công ty lúc đó chỉ có duy nhất một mình ông Tiller. Cải tiến và mở rộng kinh doanh. Trong những năm tiếp theo sau khi thành lập L'Oréal, Tiller đã lao mình vào nghiên cứu, nhiều lần thức suốt đêm để bào chế thuốc nhuộm rồi bán chúng cho các cửa hiệu làm tóc trong khắp thành phố. Khi đó, Tiller có niềm tin rất lớn vào sản phẩm mà ông phát minh ra và ông mường tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó, công ty của ông sẽ trở thành một đế chế thực thụ. Với niềm tin và nỗ lực đó, Tiller tích góp một số vốn nho nhỏ và vào năm 1909, ông mua một căn hộ lớn hơn, thuê nhân viên đầu tiên để phục vụ cho việc mở rộng kinh doanh. Tiller cũng bắt đầu chạy quảng cáo trên La Coiffure de Paris, tạp chí chuyên về chăm sóc tóc khi đó. Đến năm 1934, L'Oréal đã có nguồn tài chính đủ mạnh để mua lại một công ty Pháp có tên Montsaron. Bước tiến này chính là bệ phóng để Tiller tung ra thị trường một sáng tạo đột phá khác của L'Oréal, dầu gội đầu không chứa xà phòng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục dùng thương hiệu L'Oréal cho loại dầu gội này, ông đặt cho nó một tên thương hiệu riêng là Dove. Từ đó trở đi, công ty của Tiller không ngừng tiếp nhận và sáng tạo những chủng loại sản phẩm khác nhau. Dần dần, L'Oréal phát triển và cho ra đời thêm nhiều dòng sản phẩm mới. Đến năm 1960, công ty đã mua lại hãng Lancôme & Garnier, rồi tung ra thị trường loại nước hoa Guy La Roche. Dẫn đầu ngành công nghiệp mỹ phẩm. Sau những bước tiến qua việc mua lại hàng loạt các tên tuổi lớn và mở rộng kinh doanh ra nhiều nước, L'Oréal tiếp tục thay đổi bằng cách đổ tiền đầu tư vào công cuộc nghiên cứu để cho ra những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng qua từng thời kỳ. Điều này đã mang đến những bước tăng trưởng đáng kể cho công ty. Thập niên 80-90 của thế kỷ 20, các sản phẩm làm đẹp của L'Oréal đã xuất hiện trên toàn thế giới và trở thành thương hiệu vô cùng quen thuộc với bất kỳ ai muốn làm đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Cùng với những nỗ lực cải tiến, L'Oréal cũng không ngừng đổi mới kinh doanh qua những đời chủ tịch khác nhau. Minh chứng rõ nhất là sự lãnh đạo tài tình của vị quản lý kiệt xuất, ông François Daly, trong giai đoạn từ năm 1957 tới năm 1984. François Daly là một người đam mê công nghệ. Ông đã biến những nghiên cứu khoa học thành động lực thành công chính của L'Oréal. François Daly cùng đội ngũ quản lý của ông đã giúp L'Oréal tăng tỷ lệ bán hàng trên các thị trường thế giới và Mỹ. Đồng thời với sự thôi thúc của vị chủ tịch này, tập đoàn tiếp tục mở rộng ra quốc tế. Hãng tiếp tục mua lại các thương hiệu chiến lược, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn tăng trưởng ngoạn mục cho công ty. Những sản phẩm mang tính biểu tượng bắt đầu ra đời, khẳng định vị trí số 1 trong thị trường làm đẹp thế giới.
Sau đó, tập đoàn L'Oréal bước vào thế kỷ 21 bằng cách nắm lấy sự đa dạng trong chương trình tăng trưởng toàn cầu của mình. Từ năm 2006, tập đoàn được dẫn dắt bởi chủ tịch kế Owen Jones, giám đốc điều hành Jean-Paul Agon. Đến năm 2011, Jean-Paul Agon được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Tập đoàn tiếp tục thực hiện các vụ mua mới và thực hiện các sáng kiến có trách nhiệm với xã hội. Nhờ những nỗ lực và cố gắng của ban lãnh đạo mà ngày nay, tập đoàn này là công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới với danh mục ấn tượng bao gồm 17 thương hiệu quốc tế được bán ở 130 quốc gia, trong đó bộ phận R&D đóng góp vai trò chủ chốt, góp phần thúc đẩy mức tăng trưởng của thương hiệu với kỷ lục 500 phát minh được đăng ký trong vòng 1 năm. Có thể nói L'Oréal là công ty hoạt động tích cực hơn bất kỳ công ty nào khác trong ngành nhằm liên tục đưa ra được những sản phẩm sáng tạo đổi mới vào thị trường. Vào thời điểm năm 2004, L'Oréal có khoảng 3.000 nhà nghiên cứu làm việc trong các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới. Họ chi khoảng 3% doanh thu mỗi năm cho công tác nghiên cứu. Theo báo cáo tài chính năm 2016, L'Oréal có 89.300 nhân viên, sản phẩm có mặt ở 140 quốc gia trên khắp thế giới và họ cũng là công ty niêm yết lớn thứ tư tại Pháp vào thời điểm đó. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của Team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Bí quyết thành công của L'Oréal. Ngày nay, ông trùm mỹ phẩm L'Oréal sở hữu tất cả 32 cái tên đình đám phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau. Ở phân khúc bình dân, tập đoàn này có những cái tên nổi bật như L'Oréal, Maybelline, NYX Cosmetics, La Roche-Posay hay Garnier. Tới phân khúc hàng trung cấp, ông này cũng sở hữu những cái tên nghe là biết như Kiehl's, Shu Uemura. Và ở hạng mục cao cấp là những cái tên sừng sỏ như Clarisonic, SkinCeuticals, Lancome, Giorgio Armani hay Yves Saint Laurent. Tập đoàn làm đẹp tới từ nước Pháp còn sở hữu một số thương hiệu thời trang, phụ kiện và nước hoa danh tiếng như Ralph Lauren và Victor & Rolf bên cạnh các thương hiệu chuyên về mỹ phẩm và dưỡng da khác. Theo như những báo cáo tài chính mới nhất thì năm 2017, doanh thu của The L'Oréal Group rơi vào khoảng hơn 26 tỷ đô, một con số vô cùng ấn tượng. Bí quyết thành công của L'Oréal chính là tạo ra sự khác biệt cho đặc tính của từng thương hiệu. Chẳng hạn Maybelline được liên hệ với tính cách trẻ trung và mạnh mẽ của New York, bất chấp sự thật đó là sản phẩm của một công ty Pháp. L'Oréal đã tạo thành danh tiếng của mình như là hợp chủng quốc về sắc đẹp do những tính cách riêng biệt đa dạng cùng tồn tại trong một công ty toàn cầu. Theo bài báo trên tạp chí Business Week, L'Oréal, vẻ đẹp của thương hiệu toàn cầu, ấn bản ngày 28 tháng 6 năm 1999, thì bí quyết của L'Oréal chính là khả năng truyền tải sự quyến rũ của các nền văn hóa khác nhau thông qua nhiều sản phẩm của thương hiệu này. Cho dù bán sự hào hoa của người Ý, vẻ bảnh bao của người New York hay nét thanh lịch của người Pháp, L'Oréal vẫn có khả năng vươn đến nhiều người hơn bất kỳ một công ty mỹ phẩm nào khác trên thế giới. Chính điều này đã làm cho L'Oréal khác biệt hẳn với những công ty đơn điệu khác. Lindsay Owen Jones, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của L'Oréal phát biểu, "Chúng tôi đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn gốc văn hóa cho các thương hiệu của mình. Chẳng hạn khi mua lại Maybelline với giá 758 triệu đô la năm 1996, L'Oréal đã thận trọng giữ nguyên cách phát âm tiếng Mỹ của thương hiệu, đồng thời tung ra những thương hiệu phụ như Maybelline Miami Chill. Đến đầu năm 2003, Maybelline đã lớn mạnh hơn nhiều so với thời khi chưa chuyển nhượng, đồng thời danh tiếng cũng đã vượt ra khỏi ranh giới Mỹ. L'Oréal đã chứng tỏ rằng việc xác định tính cách quốc gia riêng cho các thương hiệu không hề làm giới hạn sự thành công quốc tế của họ. Trên thực tế, với nhiều tập đoàn khác, việc thêm vào tính cách quốc gia cho thương hiệu sẽ tác động hai chiều cùng lúc. Một điểm đáng nói nữa là L'Oréal không hề sợ chuyện nuốt chửng lẫn nhau giữa các sản phẩm của họ. Khi một công ty có nhiều sản phẩm hay thương hiệu cùng loại hay cùng một thị trường, điều đáng lo là các thương hiệu này sẽ có thể nuốt chửng lẫn nhau. L'Oréal đã phát triển và trở nên quá lớn đến mức trở thành đối thủ của chính mình. Nhưng Owen Jones lại cho rằng chính ông muốn tạo ra bầu không khí căng thẳng giữa các nhóm tiếp thị. Đó chính là những áp lực cần thiết để tự thân các thương hiệu phát triển. Vì vậy, Owen Jones đã thành lập một trụ sở khác ở New York, một trung tâm đối lực tách biệt hẳn với căn cứ của công ty ở Paris. Những biện pháp như thế này đã ngăn ngừa bất kỳ sự tự mãn nào, thậm chí ngay cả trong những lĩnh vực mà L'Oréal thống trị. Công ty đã trải nghiệm sự phát triển hàng đầu của mình trong suốt nhiều thập kỷ, nhiều hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác, nhưng Owen Jones vẫn cho rằng ông không bao giờ hài lòng.
chính sự cạnh tranh nội bộ đã tạo áp lực cho một môi trường sáng tạo không ngừng. Tạo tính riêng biệt cho từng sản phẩm. Để đảm bảo cho những thương hiệu của mình trở nên khác biệt, L'Oréal không chỉ nhấn mạnh đến tính quốc gia của thương hiệu mà còn thu gọn chúng lại. Minh chứng là vào ngày nay, họ chỉ tập trung vào 5 lĩnh vực sản phẩm chính: chăm sóc tóc, nhuộm tóc, mỹ phẩm, nước hoa và chăm sóc da. Trong quá khứ, dưới sự điều hành của Owen Jones, số lượng các thương hiệu toàn cầu của L'Oréal càng được thu hẹp hơn nữa. Các thương hiệu này được phân hạng từ các sản phẩm đại chúng như Maybelline cho đến các sản phẩm đặc biệt sang trọng như Helena Rubinstein. Nhưng chúng vẫn duy trì được tính cách mạnh mẽ riêng của mình bởi không có gì buộc L'Oréal cần phải tạo ra một thương hiệu cho tất cả mọi người. Không chỉ có vậy, thương hiệu của hãng L'Oréal còn nhắm vào cả hai phái nam và nữ với nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau. Tính cách của thương hiệu, từ ý tưởng nguyên thủy của Eugène Schueller là sự tinh tế kiểu Pháp hòa hợp với chuyên môn khoa học. Thương hiệu L'Oréal không chỉ được vị thế hóa như một sản phẩm mà mọi người có thể sử dụng, mà còn là một phần thưởng cá nhân mà người tiêu dùng xứng đáng nhận được. Bởi vì bạn xứng đáng là câu khẩu hiệu quảng cáo của L'Oréal được phát ngôn bởi các ngôi sao như Ben Affleck và Jennifer Aniston trong các quảng cáo truyền hình gần đây đã tóm tắt đặc tính của thương hiệu này. Giống như toàn bộ tự thân công ty, thương hiệu đã được cô đọng tính toàn cầu thành tính cá nhân, trực tiếp phát biểu cùng lúc đến từng cá nhân và toàn bộ thị trường, bởi cả hai việc này không thể tách rời khỏi nhau. Tuy nhiên, tính riêng biệt có lẽ là chủ đề chiến lược của L'Oréal. Mỗi nhãn hiệu của công ty vẫn duy trì được tính cách riêng cùng với tên của chính thương hiệu. Bằng cách này, L'Oréal có thể đạt được kết quả tốt của cả hai thế giới kinh doanh, có thể giữ cho thương hiệu luôn vững mạnh, trong khi vẫn tiếp tục công việc mở rộng, chống lại sự cám dỗ của việc gói ghém tất cả các thương hiệu và sản phẩm thành một thể đồng nhất dưới ngọn cờ L'Oréal. L'Oréal đã chứng tỏ được rằng trong thế giới mà thị trường ngày càng bị phân hóa thì việc sáng tạo ra những thương hiệu khác biệt thay vì tạo ra một thương hiệu duy nhất dành cho tất cả chính là chìa khóa đi đến thành công. Chủ tịch L'Oréal hiện tại là bà Mayer, cháu gái của người sáng lập tập đoàn, và sở hữu khối tài sản trị giá 49,3 tỷ đô và là người phụ nữ giàu nhất thế giới thời điểm hiện tại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.